Xin kính chào quý phụ huynh của lớp 1 và chào đón các em lớp 17. Tôi tên là Lâm Hoàng Mỹ Phương, cô giáo chịu trách nhiệm sẽ dạy bộ môn tiếng Pháp song ngữ tại lớp 17 năm học 2021-2022. Lời đầu tiên gửi đến quý phụ huynh là lời chúc sức khỏe cho toàn thể gia đình và các bé. Sau đây thì cô xin nói sơ qua về cái cách học và nội dung của lớp 1. Thì lớp 1 các em mới bắt đầu vào sẽ học về bảng chữ cái của tiếng Pháp và cách phát âm của bảng chữ cái. Chủ yếu lớp 1 các em sẽ được nhận biết mặt chữ, cách đọc âm và một số từ đơn giản thôi. Còn về viết thì lớp 1 sẽ cũng tập viết giống như tiếng Việt, nên cô cũng nhờ quý phụ huynh chuẩn bị một quyển tập trắng 100 trang để các em có thể tập viết ra tập có ô ly những cái chữ cái đơn giản và những cái từ rất đơn giản để các em bắt đầu làm quen với môn ngoại ngữ này. Phụ huynh và học sinh cũng đừng hoang mang vì thật ra môn học này sẽ diễn ra trên trực tuyến cũng rất nhẹ nhàng cho các em. Các em ở độ tuổi này thì chỉ là nhận biết chữ và đọc được chữ là tốt. Còn về viết thì các em sẽ tập viết chữ cái thôi, không có gì nặng nề khó khăn với các em. Cho nên là phụ huynh chỉ vì dịch khó khăn khi mà đang căng thẳng như thế này, nên rất mong là phụ huynh sẽ cùng với cô giáo hỗ trợ cho các bé học được nhẹ nhàng và tốt môn tiếng Pháp. Cô sẽ làm hết sức có thể để truyền đạt đến các em về cách đọc, cách nhận biết chữ, sẽ có những cái hình ảnh minh họa trực quan để các em có thể hiểu được về bài học của mình, nên phụ huynh cũng yên tâm. Một số phụ huynh nếu như mà chưa nhận được bài hay là có gì khó khăn thì cũng sẽ nhắn lên group hoặc là nhắn cho cô. Và cô cũng gửi đến phụ huynh đây là số điện thoại để sử dụng Zalo. Nếu mà lớp tạo nhóm Zalo thì có lẽ cô và phụ huynh trao đổi sẽ thuận tiện hơn trong cái việc là hỏi về những khó khăn trong bài học hay là những vấn đề thắc mắc về tiếng Pháp, thì cô sẽ giải đáp cho quý phụ huynh để hướng dẫn cho các con học ở nhà thật là tốt. Và mong rằng cô cùng phụ huynh và các bé sẽ vượt qua mùa dịch này một cách an toàn, và chúc gia đình cùng các bé luôn mạnh khỏe và có một mùa dịch an toàn nhất, sống thật là khỏe mạnh và học thật là tốt. Cô xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe và đón nhận của phụ huynh và các bé. Cô xin chào quý phụ huynh.